hôm nay là tôi sẽ dẫn các bạn đi đến một cái tiệm bánh mà đứng từ ở phía ngoài tôi đã nghe được một cái mùi thơm ngào ngạt của bánh rồi. Tiệm bánh mà tôi muốn nói đó là tiệm bánh Ba Con Gấu nằm ở số 283 đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tiệm bánh Ba Con Gấu này là một tiệm bánh kết hợp bánh và nước. Menu nước thì đa dạng đủ các loại. Bánh ở đây thì được làm mới mỗi ngày cho nên là không sử dụng các chất phụ liệu hay là phụ gia hay chất bảo quản. Không gian tiệm bánh thì tôi thấy rộng và sạch sẽ. Từ bên ngoài nhìn vào thì tôi rất là ấn tượng với các mẫu bánh kem, nhìn vừa đẹp mắt vừa ngon. Hi hi, ước gì có ai đó sẽ tặng tôi một cái bánh gato dễ thương như này nhỉ. Lại nói lạc đề rồi, tôi xin quay lại chủ đề chính đây. Bánh ở đây thì đa dạng các loại bánh ngọt, bánh mặn và cả bánh gato nhé. Sẽ có các nhân khác nhau, các bạn xem clip nhé. Có bạn nào mà mê bánh mì hoa cúc không nè? Ăn một lần là mê luôn á. Bánh con rùa này nhìn cưng ghê không nè các bạn. Giá ở đây thì đa dạng, bánh ngọt thì giá từ 10.000 cho đến là 70.000, bánh gato thì là từ 90.000 cho đến là 450.000. Bạn nào mà muốn đặt bánh lớn hơn á thì bên tiệm cũng nhận làm nhé. Nước thì có giá dao động là từ 15.000 cho đến 35.000. À, bên tiệm bánh thì không có giao qua Grab, chỉ có là bút ship Momo hoặc là tiệm sẽ giao ở bán kính gần. Tiệm bánh thì mở cửa từ 6 giờ sáng cho đến là 22 giờ. Ủa, alo, em có thể nào mà chọn hết tất cả các menu bánh của tiệm được không ạ? Nói giỡn thôi chứ ngân sách có hạn. Mình chọn bánh và cho bạn nhân viên tính tiền và là tới cái màn mang bánh về thưởng thức. Vì bánh được làm mới trong ngày nên là khi ăn tôi thấy rất là mềm, xốp, tươi và rất là ngon. Một đứa cùng bánh ngọt như tôi á thì đây sẽ là cái địa chỉ mà tôi sẽ thường xuyên ghé đến. Các bạn nhớ like và follow để xem clip tiếp theo nhé.